Tôi là ai? Cà phê. Địt. Một chọi một ra cột đồng hồ. Hôm nay ông Trương đi đâu mà lại đi sang đây cà phê ăn sáng một mình thế? Đi Nha Trang. Nha Trang á? Ừ. Thì mát à? Ừ. Đi lâu không? Đi 5 ngày bác ạ. Ôi dồi ôi, đi Nha Trang 5 ngày mà đi một mình á? Ừ. Sao đâu, thỉnh thoảng phải cho ông tự do đi chơi bạn bè với cái đám bộ đội cũ ấy. Đi chơi ở nhà ngộp thở lắm. Cô ơi, đừng có chủ quan, không coi thường được đâu nhá. Bọn con gái bây giờ nó hơi bị ghê đấy. Ông Trương nhà cô nhìn ông vẫn còn phong độ như thế, sảnh ra một phát chúng nó bế về làm hoàng tử luôn. Không có chuyện đấy đâu. Ông Trương nhà em á, nghiện vợ lắm. Đi có một tí thôi mà nhắn tin gọi điện suốt thôi. Nghiện vợ, nghiện hơi vợ, nghiện giường ngủ. Trời ơi, nhưng mà cô phải nhớ rằng là bọn gái trẻ bây giờ nhá, nó cũng có hơi, nó cũng có giường. Nhưng mà nó còn có cả hơi trẻ cơ. Hơi trẻ hơi bị thơm đấy, chứ không phải đặc mùi ám khí đâu. Ông Trương nhà em không thế đâu. Với lại ông Trương là tổ trưởng tổ dân phố nữa cơ. Tổ trưởng tổ dân phố là cái gì? Thế bây giờ tôi hỏi cô nhá, ông Tuấn nhà tôi á, có hiền không? Có ngoan không? Ừ, bác Tuấn quá ngoan hiền. Rồi lại có trách nhiệm với gia đình nhất cái tổ này luôn ấy. Rồi. Ôi, thế mà cái hồi đấy là tôi xiết mắt tòi đấy. Chuyện gì thế hả bác? Tôi kể cho cô nghe nhá. Cái đẫn lên nhà tôi vẫn còn khó khăn lắm. Còn đứa buôn khoai cơ. Hay là bạn ông Tuấn ở trong miền Nam ấy, mới có cái vườn cà phê. Rủ vợ chồng tôi vào trong đấy để xem tình hình nào làm ăn chung. Thế là tôi mới ông Tuấn mới đi vào trong đấy để xem mô hình ấy mà, để cộng tác làm ăn ấy. Thì vào đến nơi thì là có một con bé nó giúp việc cho ông bạn ấy, nó trồng cà phê mà. Đấy. Trẻ lắm, xinh mà giọng nói thì ngọt ngào. Nó thấy ông Tuấn nhà tôi là trai Bắc. Ê, xong lại nhìn hiền lành mà. Nó thích quá, nó cứ sán đến. Tôi nhìn tôi đã ngứa mắt rồi. Thôi tôi không nói gì. Thế xong đợt đấy tôi phải đi về Hà Nội không? Ông Tuấn đâu ở lại. Thế xong một hôm tôi mới điện thoại. Mà ngày đấy còn chưa có điện thoại di động đâu, mà chỉ có điện thoại để bàn thôi. Tôi mới điện thoại vào một cái thì là ông bạn nó cũng nhấc máy. Tôi bảo là anh cho em gặp anh Tuấn nha em. Sao ông đi lễ ba bùng chứ? Tôi bảo Tuấn đi Bến Tre có việc. Ui dồi ôi, bà biết không, linh tính tôi nó mách bảo thôi là có chuyện không lành rồi. Thế ba, tôi vừa bán khoai xong có bao nhiêu tiền tôi dồn tất tôi ra tôi mua vé máy bay sộc thẳng vào đấy luôn. Ôi, ôi vào đến nơi như đúng y như là tôi dự đoán. Thế đã sứt mẻ gì chưa? May mà vào kịp tôi bắt ra luôn. Mày nhớ không nói nhiều. Từ đấy giờ đi nhá, đi đâu làm gì cũng phải có hai vợ chồng kè kè bên nhau. Không sảnh ra được đâu cô à, đừng đùa. Sao đàn ông đều thế nhỉ? Tôi nói cho cô nghe nhá, có ngoan đến mấy, có tử tế đến mấy, nhưng mà cũng là do hoàn cảnh thôi. Nhiều khi hoàn cảnh mấy ngoại cảnh nó xô đẩy đến, con người ta sa ngã, chả biết thế nào một lần. Cho nên là kiểu gì mình cũng phải cẩn thận. Mà sao thế? Ôi dồi ôi, mà thôi đi. Cái hoàn cảnh nhà tôi ngày đấy, ông Tuấn nó ở trong đấy cả tháng trời mới như thế. Nhà cô mới có 5 ngày không làm ăn được gì đâu. Không kịp làm ăn được gì. Yên tâm. Bà Hồng ơi, có việc gì mà hớt hải thế? Bà đi với tôi. Có việc bà đi với tôi. Như việc gì? Thì cái việc mà cái lão chồng tôi đi Nha Trang ấy. Đấy. Thế đi Nha Trang đi luôn đó hay là như nào? Không, có về nhưng mà có chuyện. Chuyện á? Ừ. Chuyện. Ôi trời ơi. Từ lúc lão đi Nha Trang về là tôi đã nghi nghi rồi. Có chuyện khang khác rồi. Đọc trộm tin nhắn mới phát hiện ra. Ôi trời ơi, thế là lão Trương có bồ. Lại Bến Tre à? Không, không phải có bồ ở Bến Tre, mà ngay ở phố nhà mình thôi. Thế à? Nhá, tình cờ đi nghỉ mát cùng nhau, tình cờ lại ở chung khách sạn với nhau. Thế cơ mà. Ồ, thế là chúng nó tiếp cận nhau đấy, nó nảy sinh tình cảm đấy. Đấy, đấy kinh thật đấy. Thế là nhá, em mới bắt dính quả tang tin nhắn luôn. Mà em nói thật với chị nhá, may mà có chuyện Bến Tre của chị thì em mới nhớ ra. Chứ ngây thơ cả tin như em làm sao mà biết được những chuyện này. Thật ra cái câu chuyện Bến Tre là tôi cũng chỉ nói vui vui thôi. May mà vui thế thì em mới tỉnh ngộ ra đấy chứ.
mới bắt được quả tang đấy chứ. Ờ thôi chị đi với em. Thế bây giờ cô đang muốn tôi là đi về Bến Tre luôn à? Không, đi lên phố này này, nó bán quần áo ngay trên phố mình thôi. À thế à? Ừ, nói đùa thôi, nghe cái chuyện mà tranh chồng cướp vợ, giật chồng giật vợ này là tôi điên lắm. Đúng rồi, để đấy tôi vào tôi lấy đồ. Không, không cần không cần, em chuẩn bị hết đồ rồi, ngoài cốp xe nhá, kéo nhá, búa nhá, đục nhá, đủ cả luôn, chỉ vẫn đi với em thôi. Thế bây giờ là cụ thể công việc của tôi là làm gì nào? Em sẽ xử lý trực tiếp, còn chị thì sẽ livestream cho toàn quốc xem luôn. Livestream cho mất mặt luôn. Tôi chết, điện thoại tôi sắp hết pin rồi. Để tôi vào tôi lấy cái sạc dự phòng. Nhớ ông đang livestream hết pin cái rồi, chết. Rồi, bà lấy đi. Ừ, hay cái sạc dự phòng tôi để đấy đâu nhỉ? Ông có nhìn thấy cái sạc dự phòng của tôi đâu không? Đưa tôi cái sạc dự phòng đây. Làm gì? Tôi đi có tí việc, ông quan tâm làm cái gì? Đi đánh ghen chứ việc gì? Sao ông biết? Hai bà nói với nhau ông ở ngoài quán, khách người ta còn nghe thấy nữa là tôi. Tôi nói cho bà biết nhá, bà dừng ngay cái việc vớ vẩn này lại nhá. Không phải hay hớm gì đâu, đánh người là phạm pháp đấy. Để còn phấn công nhau được, quấy live stream thì tung lên mạng, công an người ta truy ra nhá, người ta gô cổ cả hai bà lại. Thì chỉ định đến để cảnh cáo nó thôi, chứ tôi không đánh mạnh tay đâu mà ông lo. Nào đưa đây, đưa cái sạc dự phòng đây. Không có sạc xiếc gì cả. Bà bảo là bà đi chùa cơ mà. À ừ, tôi chết rồi nhỉ. Đấy. Thôi được rồi, tôi đi lễ. Rồi bắt đầu tôi đi đánh ghen cái vụ nhà bà Trương sau. Hay lắm. Cứ cầu trời khấn Phật cho nó khỏe nhiều vào, mà đi đánh bét xác con giáp thứ 13 ra nhá. Ừ, tôi thật điên. Ôi trời ơi, chết rồi, bây giờ tôi mới nhớ ra tôi phải đi lễ đã, đang sắp đồ đi lễ đi này. Đi lên chùa à? Ừ. Thì tôi với bà cùng lên chùa. Tôi sẽ lễ các ngài, phù hộ độ trì cho chị em mình. Vặt cổ cái con giáp thứ 13 kia đi, giật chồng của người khác như thế à? Lên lên chùa luôn, lên đi. Đi thế này để tôi sắp ra. Ngoan quá này. Chào con. Chào cô ạ. Ừ. Dạ, con chào thầy ạ. Chào hai cô. Mời hai cô ngồi xin nước. Dạ. Năng tinh con. Dạ thưa thầy ạ. Mang cho thầy phích nước. Vâng ạ. Dạ đây thưa thầy. Thầy cảm ơn. Bây giờ con xuống nhà ngang quét đi để thầy tiếp khách nhé. Vâng ạ. Con chào hai cô ạ. Thầy ơi, cô bé này mới đến chùa phải không thầy? Vì hôm nay con mới nhìn thấy. Thầy mới cho lên chánh điện giúp việc. Trước nó chỉ quanh quẩn ở gian sau cùng với các tiểu. Vâng. Thầy ơi, nó là con cái nhà ai đấy ạ? Nó là đứa trẻ mồ côi. Mồ côi ạ? Thế có nghĩa là nó ở đây từ bé ạ? Thật ra không hẳn mồ côi. Mẹ nó mới mất 2 năm vì bạo bệnh. Trước khi mất, mẹ nó mang lên đây nhờ thầy nuôi giúp. Lúc đó nó mới có 5 tuổi. Tức là cháu nó không còn ai thân thích như là cô dì chú bác hả thầy? Thực ra là có cả đấy. Thậm chí nó vẫn còn một ông bố. Ô, còn ông bố thì sao lại gọi là mồ côi được ạ? Hai cô uống nước đi. Dạ, vâng, con xin thầy. Con xin thầy ạ. Chuyện là thế này. Bố nó là người đàn ông rất thành đạt ở trong Nam. Khi công ty phát triển, ông ấy mở văn phòng đại diện ở ngoài này.
Mẹ nó là chủ quán cơm bình dân ngay gần công ty. Quán không lớn nhưng cô ấy nấu ăn ngon. Và ông giám đốc công ty là khách thường xuyên của quán. Rồi thì quen nhau. Mẹ nó là người đàn bà xinh đẹp nhưng cô đơn. Đã có chồng rồi ly hôn nhưng chưa có con. Cô ấy khát vọng có một đứa con. Ông giám đốc công ty trẻ trung, đẹp trai, phong độ, lại giàu lòng trắc ẩn. Thế rồi đứa bé ra đời. Chuyện sao nữa hả thầy? Anh giám đốc có lấy cô hàng cơm không ạ? Con người ta ai cũng nặng vì tình. Vì tình mà người ta chuốc vào mình nỗi khổ. Ông giám đốc công ty rất yêu thương và có trách nhiệm với vợ con. Nhưng cũng rất yêu thương và có trách nhiệm với cô hàng cơm cô đơn ấy. Ông ấy muốn san sẻ tình cảm cho cả hai. Nhưng lâu rồi, chuyện cũng bại lộ. Người vợ ở trong nan đã lôi kéo chị em họ hàng ra ngoài này để xử lý người phụ nữ tội nghiệp kia. Tội nghiệp gì hả thầy? Phải con nhá, con xử lý chồng con luôn ý ạ. Chồng con thì vẫn là chồng con, có ai cướp đâu. Đánh ghen không phải vì sợ mất chồng, mà chỉ là bản năng sở hữu thôi. Nhưng mà rốt cuộc thế nào hả thầy? Quán cơm bị đập phá, người phụ nữ bị sỉ nhục tai tiếng, nên đã bán quán cơm đi trốn, chuyển về gần chùa để tiếp tục nuôi con. Khổ. 2 năm trước, cô ấy phát hiện mình bị bệnh ung thư. Thế là bán tất cả tài sản, mang con nhờ thầy nuôi giúp. Cô ấy nói là không muốn nhờ ai, kể cả bố đẻ của nó nữa. Cô ấy bố mẹ không còn, anh em thì ly tán tứ phương. Rõ là khổ. Khổ thân cái người phụ nữ ấy quá. Nhưng mà tại chị ấy cướp chồng người ta, rồi khó khi chuyện đó mà sinh bệnh, như thế gọi là quả báo phải không thầy? Hai cô nói cũng đúng, nhưng không như hai cô nghĩ đâu. Có người gây nghiệp ác thì nhận quả báo ác. Còn anh giám đốc và cô hàng cơm đến với nhau bởi chữ tình, đó là tình thương. Con người sống ở cõi trần không sao tránh được chữ tình. Vì tình mà họ sung sướng, nhưng cũng vì tình mà họ đau khổ. Khổ cho mình, khổ cho người. Bởi vậy Đức Phật mới nói rằng đời là bể khổ mênh mông, còn người ta ai cũng khổ cả. Đời đúng là bể khổ mênh mông thật. Nên đời cũng cần tình thương mênh mông. Người ta có thể hận thù, nhưng người ta cũng có thể yêu thương thông cảm. Chọn cách nào ấy là do chúng ta mà thôi. Thôi, hai cô uống nước đi. Vâng ạ, con ạ. Con mời thầy ạ. Mời thầy ạ. Này, thế chuyện gia đình nhà cô ấy, cô có chắc chắn không? Có bằng chứng gì không? Không có bằng chứng, nhưng mà tin nhắn sờ sờ ra đấy. Cái ngày trước mà lúc mà tôi vào thành phố Hồ Chí Minh tìm ông Tuấn nhà tôi ấy, cũng chỉ là suy đoán thôi. Xong rồi ghen tuông cứ nhảy bổ vào. May quá hồi đấy chưa xảy ra cái chuyện gì to tát cả. Thế bây giờ bà có giúp tôi không? Chắc là tôi không giúp được đâu. Này, tôi khuyên cô đừng làm cái chuyện gì to tát cả. Bởi vì cái chuyện đấy nó cũng không hay ho gì. Đợi có gì tôi mất chồng à? Mất làm sao được, chồng mình thì vẫn là chồng mình chứ lị. Mà nếu nó mất rồi thì tìm làm cái gì? Vậy ý chị là muốn tôi bỏ qua à? Bởi vì nhá, nếu bây giờ mà mình làm ầm lên ý, mà chuyện nó không phải chỉ là hiểu lầm thôi ý, thì rất là dở. Còn nếu mà nó là thật nhá, thì lôi chồng mình về nói chuyện thôi. Chán chị thật ý, đã thống nhất như thế rồi, bây giờ lại đổi ý. Tôi cứ nghĩ đến cái cảnh á, ghen dựng lên, xong rồi đánh đập người ta, xong rồi là sỉ nhục người ta. Xong mình có vui vẻ gì đâu, có khi mình còn khổ hơn ý. Thế chị muốn tôi bỏ qua hết à? Thì cô nghe thầy nói đấy, đời là bể khổ mênh mông, thế cho nên là cũng rất cần một cái tình thương mênh mông. Yêu thương hay là thù hận
là do mình chọn cả thôi. Nhưng mà bây giờ bắt tôi yêu thương cái kẻ mà cướp chồng mình á, khó lắm đấy. Nhưng mà thôi được rồi, tôi sẽ bỏ qua. Mà làm sao lúc nào chị cũng nghĩ là chồng chị có người cướp nhỉ? Thì tôi nghe chuyện nhà bà, tôi nghĩ thế. Ôi dồi ôi, từ dây giờ đi, chấm dứt buôn chuyện cái kiểu đấy nhá.